ông Trump đang đảo ngược tình thế trong cuộc đua Tổng thống Mỹ. Sự ủng hộ ngầm dành cho ông Trump. Tỷ lệ ủng hộ ông Trump và bà Harris ra sao tại 7 bang chiến trường? Ông Trump đang đảo ngược tình thế trong cuộc đua Tổng thống Mỹ. Cuộc đua Tổng thống Mỹ năm 2024 đang bước vào giai đoạn căng thẳng và đầy bất ngờ. Trong khi ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris đã có sự khởi đầu mạnh mẽ khi công bố tranh cử vào cuối tháng 7 vừa qua, thì gần đây cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa đã cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ trên cả mặt trận quốc gia lẫn tại các bang chiến địa. Sau một thời gian dài không có ứng cử viên nào giữ vị trí dẫn đầu rõ rệt, ông Trump đang dần củng cố vị thế của mình. Các cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy xu hướng ủng hộ cựu Tổng thống đang tăng lên đều đặn. Theo một cuộc khảo sát của Fox News thực hiện từ ngày 11 tới ngày 14 tháng 10, ông Trump dẫn trước bà Harris 2 điểm phần trăm với tỷ lệ 50 so với 48%. Đây là một sự thay đổi lớn so với tháng 9 khi bà Harris vẫn còn dẫn trước với tỷ lệ tương tự. Ngược lại, thống kê từ công cụ tổng hợp dữ liệu Real Clear Politics cũng chỉ ra sự thu hẹp khoảng cách giữa hai ứng cử viên. Hiện bà Harris chỉ dẫn trước ông Trump 1,3 điểm phần trăm, giảm từ mức 2,2 điểm phần trăm chỉ một tuần trước đó. Điều này cho thấy cuộc đua Tổng thống Mỹ đang ngày càng xích sao, với sự trỗi dậy của ông Trump có thể định hình cục diện bầu cử. Một cuộc khảo sát gần đây nhất thậm chí còn cho thấy ông Trump có tới 52% thắng cử trong cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay, còn tỷ lệ thắng cử của bà Harris chỉ là 42%, khoảng cách lên tới 10 điểm phần trăm. Cuộc đua Tổng thống Mỹ năm 2024 hiện tập trung chủ yếu tại một số bang chiến trường quan trọng, nơi sự chênh lệch phiếu bầu rất nhỏ có thể quyết định toàn bộ kết quả bầu cử. Hiện tại ông Trump đang có lợi thế nhỏ tại các bang này. Ví dụ như theo dữ liệu từ File 38 tại Pennsylvania, nơi được xem là một trong những bang quyết định nhất, ông Trump nhỉnh hơn bà Harris 0,7 điểm phần trăm. Điều này mặc dù là một khoảng cách nhỏ nhưng lại đóng vai trò vô cùng quan trọng cho việc xác định kết quả cuối cùng. Sự ủng hộ ngầm dành cho ông Trump. Hai bang chiến địa quan trọng khác là Wisconsin và Michigan, từng là một phần trong cái gọi là bức tường xanh truyền thống ủng hộ Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên năm nay, cả hai bang này đang chứng kiến sự thay đổi trong tâm lý cử tri, khi bà Harris vẫn dẫn đầu nhưng với tỷ lệ không quá vượt trội, lần lượt là 51% và 53%. Sự sụt giảm tỷ lệ ủng hộ cho Đảng Dân Chủ ở các bang quan trọng báo hiệu một cuộc đua có thể sẽ gay cấn đến phút cuối cùng. Một yếu tố quan trọng khác trong chiến dịch tranh cử của ông Trump chính là cái gọi là sự ủng hộ ngầm. Aaron Mocock, chiến lược gia của Đảng Cộng Hòa cho rằng có một phần cử tri không muốn công khai thừa nhận ủng hộ ông Trump khi trả lời các cuộc thăm dò ý kiến, nhưng trên thực tế họ sẽ bỏ phiếu cho ông khi vào phòng phiếu bầu. Điều này có thể lý giải vì sao một số kết quả thăm dò ban đầu có thể không phản ánh chính xác tình hình thực tế, đặc biệt là khi ông Trump vẫn luôn duy trì được một lượng cử tri trung thành. Ngoài ra, sự gia tăng số lượng cử tri Đảng Dân Chủ chuyển sang Cộng Hòa tại các bang quan trọng như Pennsylvania cũng là một tín hiệu báo động đối với Đảng Dân Chủ. Theo thống kê của tờ Newsweek trong 2 năm qua, số lượng đảng viên Đảng Dân Chủ đăng ký tại bang này đã giảm tới 10,3%, và riêng trong năm 2023, hơn 36.000 đảng viên đã chuyển sang Đảng Cộng Hòa. Sự thay đổi cho thấy một thái độ nhất định đối với Đảng Dân Chủ hiện tại và có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Một điểm đáng chú ý khác đó là tình hình bầu cử sớm, vốn thường là lợi thế của Đảng Dân Chủ. Trong các kỳ bầu cử trước, Đảng Dân Chủ thường dẫn trước đáng kể về số lượng cử tri bỏ phiếu sớm qua thư. Tuy nhiên năm nay, khoảng cách này đã thu hẹp đáng kể. Theo cựu nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Doug Collins, trong tuần đầu tiên của quá trình bỏ phiếu sớm năm nay, Đảng Cộng Hòa đã ngang bằng, thậm chí dẫn trước Dân Chủ về số lượng cử tri bỏ phiếu sớm tại một số bang. Như vậy, mặc dù Phó Tổng thống Kamala Harris vẫn dẫn đầu trong cuộc thăm dò quốc gia, nhưng sự suy giảm ủng hộ dành cho bà trong những tuần gần đây, cùng với sự nổi lên của ông Trump ở các bang chiến địa, cho thấy khả năng đảo ngược tình thế của ông Trump là hoàn toàn có thể. Cuộc đua Tổng thống Mỹ 2024 hiện đang bước vào giai đoạn cuối cùng, và kết quả cuối cùng có thể phụ thuộc vào những thay đổi nhỏ nhất nhưng lại rất quan trọng tại các bang chiến trường, cùng với việc cử tri thực sự sẽ bỏ phiếu cho ai vào ngày bầu cử 5 tháng 11 tới đây. Tỷ lệ ủng hộ ông Trump và bà Harris ra sao tại 7 bang chiến trường? Chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử Mỹ. Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump hiện vẫn đang cạnh tranh xích sao ở 7 bang chiến trường. Cuộc thăm dò của Washington Post Charles Kuhn cho thấy ở 7 bang chiến trường, Phó Tổng thống Kamala Harris dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump ở 4 bang, trong bối cảnh chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử. Cuộc khảo sát do Washington Post, cùng trường chính sách công của Đại học George Mason thực hiện và công bố hôm 21 tháng 10,
khảo sát đã hỏi một số cử tri ở 7 bang chiến trường về việc ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc bầu cử. Kết quả là bà Harris nhỉnh hơn ông Trump ở Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, trong khi ông Trump giành được nhiều sự ủng hộ hơn ở các bang Arizona, Bắc Carolina. Còn ở Nevada, hai ứng cử viên có tỷ lệ ủng hộ ngang bằng nhau. Tại Georgia, bà Harris đang dẫn trước 51% cử tri ủng hộ so với mức 47% của ông Trump. Tại Wisconsin, tỷ lệ ủng hộ giữa bà Harris và ông Trump lần lượt là 50% và 47%. Ở Michigan, tỷ lệ ủng hộ bà Harris cũng hơn ông Trump 2%. Cả hai ứng cử viên đang cố gắng để giành được 19 phiếu đại cử tri ở Pennsylvania, vốn là bang chính trưởng quan trọng nhất. Tỷ lệ ủng hộ hai ứng cử viên hiện cũng rất xích sao khi bà Harris đang có 49% cử tri ủng hộ so với ông Trump là 47%. Kết quả khảo sát có thể khác với kết quả khảo sát của những hãng khác, tuy nhiên về cơ bản tình hình là khá xích sao. Ở Arizona cũng là một bang quan trọng ở phía tây nam nước Mỹ và từng ngả xanh sang ủng hộ Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Với vấn đề nhập cư là mối quan tâm lớn của cuộc bầu cử này, ông Trump đã tập trung vào thời gian giành lại tiểu bang quan trọng và hiện đang dẫn trước bà Harris với tỷ lệ 49 và 46%. Ông Trump cũng dẫn đầu ở Bắc Carolina với 50% cử tri ủng hộ so với 47% của bà Harris. Cả hai ứng cử viên đều sẽ đến vận động tranh cử ở bang chiến địa này trong bối cảnh khu vực phía tây của bang này vừa bị bão Helene tàn phá. Cuộc thăm dò của Washington Post được tiến hành từ ngày 29 tháng 9 đến 15 tháng 10 với hơn 5.000 cử tri tham gia khảo sát ở 7 bang chiến trường, biên độ sai số 1,7%. Còn theo khảo sát của The Hill Decision Desk HQ, bà Harris dẫn trước ông Trump 1,5% dựa trên tổng hợp các cuộc thăm dò tại 7 bang chiến địa. Nước Mỹ phân hóa hướng vào bên trong và đối ngoại thực dụng hậu bầu cử. Một cuộc bầu cử xích sao lại trong bối cảnh xã hội Mỹ, chính trị Mỹ bị phân cực rất lớn sẽ ảnh hưởng đến chính sách của nước Mỹ trong thời gian tới, dù cho ai là người thắng cuộc. Thứ nhất, nước Mỹ sẽ hướng nội nhiều hơn, tức là hướng vào các lợi ích cụ thể và sẽ thực dụng hơn trong quan hệ đối ngoại. Bởi vì khi cần cử tri và sự chênh lệch sát sao thì họ càng phải tính đến lợi ích thiết thực. Thế nên, nước Mỹ trong cuộc bầu cử này sẽ là một nước Mỹ phân hóa chính trị, hướng vào những lợi ích trong nước nhiều hơn về vấn đề đối ngoại. Nước Mỹ sẽ thực dụng nhiều hơn dù là cách tiếp cận của ông Trump hay bà Harris. Một sự kiện trước đây mà có thể vẫn là bài học cho đến bây giờ, đó là cuộc bầu cử năm 2016, khi đó có Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Khi vừa lên nắm quyền vào năm 2016, ông Trump đã ngay lập tức rút khỏi TPP. Nhưng thời điểm đó dù là Hillary Clinton đắc cử thì TPP vẫn mất vì người dân Mỹ đánh giá về những cam kết của Mỹ trong Hiệp định Đa phương về kinh tế thương mại là gây thiệt hại cho nước Mỹ và không một tổng thống nào dám thúc đẩy nội dung này. Đến khi Tổng thống Biden vừa qua cũng chỉ dám đưa ra một khung kinh tế gọi là khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương chứ không mở cửa cho tiếp cận thị trường. Thứ hai, cả hai ứng cử viên trong cuộc đua đều nằm ở hai cực của mỗi đảng. Bà Harris cho rằng thiên tả nhiều hơn trong đảng Dân Chủ, trong khi ông Trump lại thiên hữu nhiều hơn trong đảng Cộng Hòa. Và như vậy, sự đối nghịch giữa hai chính sách giữa hai bên sẽ khác nhau rất nhiều. Lợi ích và giá trị của nước Mỹ, theo cách nhìn nhận của ông Trump và bà Harris rất khác nhau, trong bối cảnh nước Mỹ phân hóa sẽ lại càng khác biệt. Và cuối cùng, cuộc bầu cử lần này là cuộc bầu cử 3 trong 1, bầu cử Tổng thống, bầu Hạ viện và bầu cả Thượng viện. Trong khi đó, tỷ lệ kiểm soát Thượng viện và Hạ viện của mỗi bên đang có độ chênh lệch rất xích sao giữa hai đảng. Sắp tới với cơ cấu phân chia quyền lực sát sao như vậy, dù ai lên làm Tổng thống thì cũng sẽ rất khó đưa ra chính sách bởi vì khó được Quốc hội thông qua. 4 năm vừa rồi đã khó thì 4 năm tiếp theo cũng sẽ rất khó. Bên cạnh đó, dù cho ai là người thắng cử thì đều rất khác so với 4 năm trước hay 8 năm trước. Dù bà Harris có tiếp tục thì chính sách cũng sẽ rất khác thời Tổng thống Joe Biden. Bà Harris có thể thừa kế và song trùng một số chính sách với ông Biden, nhưng do bà Harris thuộc nhóm thiên tả trong đảng Dân Chủ, nên với những vấn đề ưu tiên, bà sẽ cực đoan hơn so với thời ông Biden. Còn với ông Trump, sẽ không phải là một ông Trump cũ. Trong nhiệm kỳ trước, ông Trump đã có một ám ảnh là bị cấp dưới quay lưng, vì thế chắc chắn chuyện lựa chọn nhân sự sẽ khác. Đồng thời ông Trump sẽ phải điều chỉnh so với nhiệm kỳ trước vì ông phải đề phòng với thất bại của 4 năm trước. Bên cạnh đó, nếu trúng cử, đây sẽ là nhiệm kỳ cuối cùng của ông Trump. Các mong muốn sẽ dồn vào 4 năm này, tức là sẽ ưu tiên thực hiện các mục tiêu trước mắt chứ không tập trung chính sách lâu dài. Chỉ còn 2 tuần nữa, nhưng cả hai ứng cử viên Harris và Trump đều chưa ai có thể có trong tay 270 phiếu đại cử tri để trúng cử. Sự hưng phấn của bà Harris đã chững lại và người ta chưa thấy rõ chính sách khác biệt của bà so với 4 năm của Tổng thống Biden. Trong khi đó, ông Trump với cách tiếp cận cực đoan vốn có cũng chưa thể mở rộng thêm được cơ sở cử tri.
Câu chuyện sắp tới sẽ còn phải tùy thuộc vào số lượng và thành phần cử tri thực sự sẽ đi bỏ phiếu. Ở đây mối lo có thể sẽ nghiêng về bà Harris nhiều hơn. Khi liên minh ủng hộ bà mới chỉ được hình thành trong gần 3 tháng, trong khi thành phần ủng hộ ông Trump dù ít hơn nhưng nhiệt tình và đã được thử thách qua 8 năm. Cuộc bầu cử năm nay sẽ ra sao cho tới phút chót và bất cứ sự thay đổi nào, dù nhỏ tới mức vài chục nghìn của cử tri ở các bang chiến trường, cũng có thể làm đảo chiều và quyết định kết quả chung cuộc của cuộc bầu cử năm nay. Ở một yếu tố khác, cuộc bầu cử năm nay cũng sẽ có tác động nhất định đến cuộc xung đột Ukraine, một trong những yếu tố đối ngoại quan trọng hàng đầu của chính quyền Tổng thống Mỹ. Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay được dự đoán sẽ tác động đáng kể tới Ukraine khi mà Washington là nhà tài trợ hàng đầu cho nước này. Khi cuộc bầu cử sắp đến hồi kết, mọi sự chú ý đang đổ dồn về phía Nhà Trắng. Kết quả bầu cử sẽ là vấn đề mà Ukraine đặc biệt quan tâm, nơi mà 4 năm tiếp theo chính sách của Mỹ và Ukraine dự kiến sẽ có sự thay đổi đáng kể mối quan hệ hai nước và tác động đến sự ủng hộ của Washington dành cho Kiev trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga chưa có hồi kết. Trong khi Tổng thống Joe Biden ủng hộ mạnh mẽ Ukraine từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022, nhưng sự ủng hộ giảm sút trong Quốc hội Mỹ cùng với lời kêu gọi từ một số nhân vật bảo thủ về việc rút lại sự ủng hộ dành cho Ukraine đã làm suy yếu khả năng của Washington trong việc gửi vũ khí và viện trợ cho Kiev. Trong khi đó, với ứng cử viên Donald Trump, nếu được bầu, ông Trump từng tuyên bố rằng ông có thể chấm dứt xung đột ngay cả trước khi trở lại Nhà Trắng, trong khi bà Harris thì vẫn tỏ ra ủng hộ Ukraine, nhưng né tránh những câu hỏi cụ thể về việc sát cánh cùng nước này cho đến khi Kiev giành chiến thắng cuối cùng.